Trung tâm Hiền Mưu xin chào anh em nhá. Quay trở lại video clip của buổi tối ngày hôm nay thì Hiền Mưu cũng xin phép thực hiện một video clip tiếp thị giới thiệu tới anh em những mặt hàng đang có mặt tại Hiền Mưu, đặc biệt những đơn hàng chiều tối hôm nay về anh em nhá. Thì ngày hôm nay thì Hiền Mưu rất vui mừng, vinh dự được đón tiếp những cặp loa B3 của Đức Xịn Sò. Xin phép làm đoạn video tiếp thị giới thiệu tới anh em. Những anh em nào yêu thích chất âm của những dòng loa châu Âu xịn sò, đặc biệt mang thương hiệu của B3, đây những đôi loa khủng long bạo chúa, kịch tầm hết số của thương hiệu B3 anh em nhá. Thì ngày hôm nay Mưu về 3 cặp, quý vị khán giả có thể nhìn. Đây là cặp thứ nhất, cặp thứ hai và một cặp thứ ba, và hệ thống công suất của nó. Cũng như Hiền Mưu vừa cập bến một cặp loa siêu lướt của hãng JBL Mapro 410 anh em nhá. 412. Thì nói về những cặp loa B3 ngày hôm nay Hiền Mưu trưng bày tiếp thị giới thiệu tới anh em. Thì đây là một đôi loa cao cấp nhất của hãng B3. Chuyên giã 3 sàn, chơi không gian diện tích lớn anh em nhá. Anh em nhìn, nếu quay sơ lược, đây là những cặp bãi vừa về nên Mưu cũng chưa tân mông gì cả, nguyên bản của nó. Con này thiết kế rồi mỗi bên 3 tay sách, có nghĩa là anh em đứng ở vị trí nào cũng có thể khênh sách được nó anh em nhá. Mỗi bên 3 điểm để sách. Thiết kế của loa là 2 bát 40, một xem kèn. Và nói tiếng của con này em cũng đã nghe rất nhiều những chất âm của những cặp loa B3 rồi, nhưng mà không còn nào ăn được con này. Thùng lại là thùng gỗ đời cao anh em nhá, quá chắc chắn. Mà giá thành thì anh em yên tâm là cực kỳ hấp dẫn anh em nhá, kịch tầm hết số. B3 TVK215, công suất của loa, một đôi loa B3 của Đức Xịn thì thông số kỹ thuật của nó cực kỳ rõ luôn. Khởi động 500W anh em nhá, cực đại của nó khả năng hơn 1000, giải đánh của nó từ 45 hẹc lên 18k, độ nhạy 101 dB, trở kháng 4 ohm nặng 52 kg, loa Ganmani Đức Xịn anh em nhá. Đấy, sơn sần cát cao cấp này, quá đẹp luôn. Thì ngày hôm nay thì đôi này đến Mưu cũng săn lùng mãi hôm nay mới có về đến nơi. Với đôi này thì chuyên chiến cho các phòng 3 sàn đỉnh cao của Tây rồi. Anh em nào chơi combo này thì đúng quá hay luôn. Thì Mưu có đồng bộ 8 cục đẩy để đánh cho combo này. Hàng cục đẩy công suất thì hàng bãi nhưng mà đạt tỷ lệ mới trên 80-90%. Đẩy B3 A7 cộng, công suất của nó cũng rất lớn anh em nhá, 8 ohm của nó này. Con này 8 ohm của nó là 1300W 8 ohm, 4 ohm của nó là 8 ohm của nó là 660W này, 4 ohm của nó là 1000W này. Con này chạy cả đến cả những công suất lên cực khủng của nó là 2000W anh em nhá, quá hay luôn. 8 cục đẩy này, anh em nào chơi những đôi bát 30, 40 bát kép ok, tiếng cực sạch luôn, chạy mạch class Y cao cấp. Mà nhìn con đẩy phải nói là tây thật. Mà giá thành thì em cũng xin thưa với anh em là quá hợp lý luôn. Thì đối với một cặp loa B3 Đức Xịn TVK215 này, ngày hôm nay Hiền Mưu về hàng, xin phép đưa ra mức giá kịch khung hết số vì có 3 đôi thôi, 22 triệu một cặp. 22 triệu các bác không nghe nhầm đâu anh em nhá. Bây giờ em đi mua một đôi bát đơn 30, một đôi bát đơn 40 anh em biết rồi,
nhiều trung tâm bán trên 20 triệu rồi. Nhưng đây là bát kép 40 anh em nhá. Đôi này thì trên tầm của hãng JBL, các phân khúc đời thùng nỉ như GX 115 và 125 và 225 anh em nhá. Đôi này cao cấp hơn rất nhiều luôn. Vì mỗi một dòng loa, mỗi một thương hiệu thì nó sẽ có những model khác nhau. Cũng là hai bát 40 nhưng đôi này phải nói là mánh phê pha hơn cả JB ở phân khúc thấp anh em nhá. Tiếng cực sạch luôn. Những cung đẩy A7 này. Anh em nào vào kèo chết đơn ngày hôm nay xem video của bên em yêu, bên em đưa ra mức giá chỉ có 4.8 triệu thôi. Còn vang số thì tùy anh em dùng. Từ cao thấp hình như đều có. Quản lý nguồn cũng vậy, mic không dây cũng vậy. Có thể là lên combo đủ bộ này chỉ ngoài 30 triệu thôi. Cho anh em đã là quá hay cho bộ karaoke rồi. TVK215 anh em nhá. Đặc biệt ngày hôm nay này. Đặc biệt ngày hôm nay các bác nhìn thấy này. Em yêu này. Về một cặp loa phải nói JB Mỹ, phải nói là sao nói mới thế không biết. Mập Pro. Ôi trời ơi. Em từ nhỏ ra đi buôn rồi chưa gặp cái đôi JB Mỹ nào mà đời made in USA nó mới như cặp này. Mới thật đấy. Mavro 412. Mới. Không một vết xước luôn. Quá đẹp luôn. JBL Mavro 412. Con này chỉ sản xuất tại Mỹ thôi. Số đuôi con này 22 anh em nhá. Ui giời. Mới quá anh em nhá. Ui giời ơi. Màng nó còn xanh biếc luôn này. Anh em nhìn màu màng này. Độ zin này bên em yêu sẽ chịu trách nhiệm bao zin cho anh em. Bát của con này là bát 30. Anh em chơi cho phòng khoảng 25-30 mét vuông thì hết bài rồi. Quá hay luôn rồi. Đấy. Thì và giá ngày hôm nay thì Miu cũng xin phép thông báo là Miu thông báo tới anh em là cục đẩy của B3 A7 chỉ còn 4.8 triệu. Cặp loa này 22 triệu và những đôi loa là JBL Mpro 412 kia thì em mua mới quá và em mua cũng rất là cao. Anh em nào mua thì em để anh em cũng là 22 triệu đồng giá anh em nhá. Và bên cạnh đó thì Miu sở hữu rất nhiều những dòng loa cao cấp của Mỹ nữa. Rất mong được sự ủng hộ của anh em. Nhiều lắm. Thông báo vậy thôi. Còn chi tiết về các sản phẩm anh em có thể liên hệ với em Miu nhá. Ngày mai Miu sẽ thực hiện một video clip test chọn gói cho anh em một combo karaoke của đôi loa B3 Đức xịn sò gắn mini này. Mời anh em thẩm một chút nhạc của nó nhá. Trước khi ngủ cho anh em nghe đoạn nhạc trữ tình du dương. Quá hay luôn. Ui, hay lắm anh em nhá. Okay. Và một nữa thì số điện thoại của Hiền Miu 0973 096 520 0973 034 319. Rất mong được phục vụ quý khán giả anh em.
Anh em muốn mua hàng thì nhớ lấy số điện thoại của Miu để tiện cho quá trình theo dõi trên Zalo, Facebook cũng như mọi thông tin để thuận lợi cho quá trình mua sắm nha. Một lần xin chào, hẹn gặp lại anh em. Cảm ơn anh em đã dành thời gian vàng của mình xem video clip của bên nhà Miu. Xin chào, hẹn gặp lại anh em.